Để tôi đi gọi cô dâu, tôi sẽ về liền. Xin lỗi mẹ, đây chính là chuyện con muốn nói với mẹ. Thanh Vi sẽ không đến. Xin mẹ đừng quá đau lòng, vì đây là nguyện vọng của con. Thanh Vi, Thanh Vi, giờ lành đã sắp qua rồi, mọi người mau gọi cô dâu xuống đi. Dạ thưa thầy, Yamini đi kêu cô dâu rồi. Ôi trời, thì ra con đang ngồi đây. Con làm mẹ sợ hết hồn. Mau xuống sảnh cưới thôi con, mau đi với mẹ, giờ lành sắp qua rồi đó. Khoan đã, sao cô lại ngồi đây? Mà tại sao cô lại mặc đồ cô dâu? Tại vì như lúc nãy tôi thấy cô Thanh Vi bỏ đi. Ý của cô là sao? Cô ấy có để lại lời nhắn cho bà. Xin lỗi, con không thể nào lấy Ritchie được. Con đã biết chuyện tính mạng của Ritchie đang bị đe dọa. Con sẽ ra sao nếu như chuyện đó thực sự xảy ra? Chẳng lẽ con ân quá sao? Con xin lỗi, nhưng mà con không thể kết hôn với một người có quá nhiều nguy hiểm đang rình rập. Nghĩa là từ trước tới giờ cô ấy không yêu Ri Thích thật lòng. Nếu yêu Ri Thích thì cô ấy đã không bỏ đi dễ dàng như vậy. Lúc Thanh Vi đi sao cô không cản lại? Lúc đó sao cô không chịu kêu chúng tôi cản nó lại? Lúc tôi thấy thì cô ấy đã bỏ chạy ra ngoài. Tôi cũng có ra ngoài tìm cô ấy, nhưng tôi thấy lúc đó khách khứa đang chuẩn bị vào bàn hết rồi. Nhưng tại sao tự nhiên cô lại mặc đồ cô dâu vậy? Bởi vì tôi tình cờ nghe được câu chuyện bà nói với ông chủ. Tự nhiên nói nếu Ri Thích không kết hôn trước khi bước sang tuổi 25 thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ còn 15 phút nữa là đồng hồ sẽ điểm 12 giờ. Tôi cũng biết bây giờ rất khó tìm cô Thanh Vi quay về để tiếp tục tiến hành hôn lễ. Tôi cũng biết là bà cũng không đành lòng nhìn thấy con trai mình gặp nguy hiểm. Tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn anh ấy gặp nguy hiểm được. Bởi vì anh ấy luôn bên cạnh động viên tôi. Trong thời gian tôi sa sút nhất, anh ấy giúp tôi lúc tôi gặp khó khăn. Và bây giờ đã tới lúc tôi phải trả ơn cho anh ấy. Bà chủ, tôi biết bà không hề thích tôi. Tôi cũng biết bà muốn Ri Thích kết hôn trong ngày hôm nay. Và tôi cũng biết bây giờ bà không còn sự lựa chọn nào khác. Bởi vì ngày hôm nay liên quan rất lớn tới mạng sống của con trai bà. Cứ coi như vì bà và cũng vì Ri Thích đi. Tôi đây rất sẵn sàng kết hôn với anh Ri Thích. Chỉ cần bà đồng ý là được. Không cần biết bà đồng ý hay không, tôi cũng sẽ bắt bà chấp nhận cho tôi kết hôn với con trai của bà. Vì đây là cách duy nhất để tôi ngăn cản các người rời khỏi đất nước này. Nếu như các người thật sự rời khỏi đây, làm sao tôi báo thù? Làm sao tôi đòi lại Ngọc? Làm sao chứng kiến các người dằn vặt và đau khổ lại tại các người đã giết ba mẹ tôi? Cô đã sẵn sàng, nhưng mà tôi vẫn chưa. Làm sao tôi có thể để con trai mình kết hôn với loại con gái nào cũng được? Dù bất kỳ giá nào tôi cũng phải tìm ra cô gái có tư duy phù hợp với con tôi. Giờ đang là giờ phút sinh tử, nhưng tôi hoàn toàn không biết gì về thân thế của cô. Thật ra tôi cũng không hề có suy nghĩ gì khác. Tôi chỉ muốn giúp đỡ anh ấy thôi.
chắc là bà cũng biết 15 phút nữa là tới nửa đêm rồi, có phải không? Giờ mình phải làm gì mới đúng đây? Anh mau kêu cô dâu xuống đi, chỉ còn 10 phút nữa là qua giờ lành rồi đó. Hay à, để tôi đi kêu cho. Nhìn kìa, con gái tôi xuống rồi. Tanh Vy nói với mình là cô ấy sẽ không xuất hiện trong hôn lễ mà. Tại sao lại... Con à, sao con không đi nữa? À, hôm nay là rằm sao? Ngươi nhất định phải cẩn thận vào những đêm trăng tròn. Nếu như ngươi không cẩn thận để ánh trăng chiếu lên người ngươi, thì ngươi sẽ hiện nguyên hình về người rắn trong truyền thuyết. Đây cũng là một đêm mà bất cứ người rắn nào trên đời cũng hiện về nguyên hình vốn có. Nên ngươi phải cẩn thận với những đêm trăng tròn. Nếu không thì thân phận người rắn nhất định sẽ bị lộ, và những con người xấu kia rất có thể sẽ bắt ngươi. Nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Hôm nay rơi đúng vào ngày trăng tròn, mình đã bắt đầu hiện diện nguyên hình. Mình phải làm sao đây? Nhưng bình thường mà, truyền thống đó. Ai mà không biết. Nè, nhưng mà sao Tanh Vy lại che hết gương mặt vậy? Làm sao mà em biết được hả chị? Chắc là phong cách mới của những cô gái hiện đại thời A Cộng đó. Giống như chị hay say xỉn. Nhưng mà có ai nói gì chị đâu, đúng không? Chị tán em một cái bây giờ đó. Đây là phong cách của Tanh Vy ba thơ nhà tôi đó. Dù sao thì cô dâu cũng cần thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng mà, phải không? Qua đây đi con. Bước lên ngồi đi con. Xuống đi. Dạ thưa thầy, thầy bắt đầu ghi lễ được rồi.
Tanh Vi à, chẳng phải em đã nói là sẽ không đến hôn lễ hôm nay sao? Em thực sự muốn làm đám cưới với anh sao Tanh Vi? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghi thức tiếp theo. Trong nghi thức này, cô dâu sẽ đặt tay lên bàn tay của chú rể. Đưa tay ra đi con. Rồi hãy bỏ vào lửa phép nào. Xong rồi hãy cầm lấy và cầu nguyện thần linh đi. À, em biết rồi nè. Em đoán chắc chị rất nôn nóng để động phòng chứ gì. Bây giờ mẹ chú rể hãy bắt đầu nghi thức cột nút thánh. Bây giờ cả hai làm nghi lễ đi vòng tròn nào. Dù sao đi nữa thì hôm nay mình cũng không thể nào hiện nguyên hình ra được. Xong rồi, sau phần nghi thức đi vòng tròn chính là cô dâu sẽ đi về phía trước. Em có sao không? Con trai à, cô dâu trong ngày cưới thường hay lo lắng là chuyện bình thường mà. Mời hai người ngồi xuống, chúng ta sẽ bắt đầu nghi lễ tiếp theo. Bây giờ, chú rể thoa son đỏ lên đầu cô dâu. Thần Shiva, xin người hãy cứu giúp người trắng chúng con xin người đó. Con trai, làm nghi lễ đi. उसकी भुजाएं
Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại là cô ta? Tan Vi đâu? Không thể như vậy. Hôn lễ này không thể tiếp tục. Như vậy không tính, như vậy là không công bằng. Hai đứa nó kết hôn rồi, không thể thay đổi được nữa. Hai đứa nó đã kết hôn trước nửa đêm và mọi chuyện đã xong rồi, không thể đổi. Nhưng cậu ấy chưa đeo dây chuyền cho cô dâu. Tri thức không thể đeo cho cô ta được. Em buông ra. Con trai chị chắc chắn sẽ làm vậy. Không thể như vậy. Cầm ra, em buông ra đi. Tri thức, hôn lễ của con sắp hoàn thành rồi, vì đây là nghi thức cuối cùng. Làm hết nghi thức, đeo dây chuyền cho cô dâu đi. Giờ thì nghi thức đã hoàn thành. Sao cô dám? Sao cô dám làm vậy hả? Tại sao cô lại thay chỗ con gái của tôi? Còn con gái tôi đâu rồi? Cô giấu con gái của tôi ở đâu? Nói mau đi. Gì thế? Bây giờ cô ấy là vợ con rồi. Yamini, chuyện gì xảy ra vậy? Sao chị có thể để cho con mình cưới một con nhỏ người hầu để thay thế con của tôi chứ? Mau nói tôi biết đi. Mau nói cho tôi biết Tan Vi đang ở đâu. Khoan đã, chẳng phải em đã đi lên lầu kêu Tan Vi xuống hay sao? Tại sao cuối cùng cô ta lại ở đây? Tan Vi đâu rồi? Có phải cô đã làm gì con gái tôi không? Hả? Cô đã làm gì con gái của tôi có phải không? Con gái tôi đâu? Sao không trả lời? Tan Vi bỏ đi rồi. Cái gì? Chị mới nói. Bây giờ tôi thật sự rất muốn biết lý do tại sao nó trốn khỏi đây. Tôi cũng không biết tại sao nó lại bỏ mặc chúng ta, bỏ mặc chồng tương lai của nó. Chị đang nói dối tôi. Chị đang nói dối đúng không? Con gái tôi không bao giờ làm những chuyện như vậy. Con tôi, Tan Vi, thật sự rất yêu Ri Thích. Trước giờ con bé chưa từng nghĩ tới ai khác ngoài Ri Thích hết. Trước đây tôi cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng mà giá như con bé cũng nghĩ như tôi. Thôi tóm lại là tôi không cần biết nhiều. Tôi nhất định phản đối cái hôn lễ này. Đúng rồi, hai đứa nó đã kết hôn, không ai có thể thay đổi được chuyện đó. Không đâu, hôn lễ này vẫn có thể dừng lại mà. Thầy ơi, con xin thầy,
mau kết thúc hôn lễ quan đường này đi. Còn cô mau cút khỏi đây đi. Khám gia, nổi linh tinh cái gì vậy? Mau tránh ra đi. Nó là con dâu tôi, hãy tôn trọng nó đi. Con dâu sao? Tôn trọng sao? À thấy không, chị ấy sỉ nhục cả nhà chúng ta chỉ vì một con nhỏ người hầu thấp hèn này thôi. Chị quên Tan Vi rồi hả? Tại sao lại như vậy? Nãy giờ em vẫn không hiểu chị đang nói gì sao Khâm Gia? Em im đi. Con gái em làm ảnh hưởng danh dự nhà chị, không phải con trai chị mà con gái em đã lặng lẽ bỏ đi. Khoan đã, Damini. Khoan đã, chẳng lẽ em định chọn cô gái này cho Ri thích thật sao? Hả? Chẳng phải em đã từng rất ghét cô ta sao? Còn mấy chuyện Tử Vi và cái lời nguyền gì đó, chẳng lẽ bây giờ không còn ảnh hưởng gì sao? Phải không hả? Không phải. Em đã coi Tử Vi cổ rồi. Em đã kiểm tra xong mọi thứ. Anh Curse, vì con trai chúng ta không ai có thể tốt hơn cô gái này đâu.